Chủ nhật thứ 12 mùa thường niên. Phúc âm theo Thánh Matthew, chương 10, câu 26 đến 33. Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thổ lộ, và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng. Và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà. Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào, người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy, các con đừng sợ. Các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Vậy, ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt cha Thầy, là đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt cha Thầy, là đấng ngự trên trời. Bài suy niệm theo Linh Mục Nguyễn Tuấn Long. Cuộc sống con người sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 đã bước sang một ngã rẽ hoàn toàn tiêu cực. Sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, cảm giác bất an và tâm lý chia rẽ đang đè nặng lên đời sống hàng ngày. Hiện giờ, lạm phát cao và đại dịch vẫn đang hoành hành, càng làm cho cuộc sống trở nên ngột ngạt. Nói chung, cuộc sống hôm nay có thể được tóm tắt bằng những cụm từ như bất an, hoang mang và lo lắng. Lời Chúa tuần này là mũi kim an thần cho chúng ta. Các con đừng sợ. Đừng sợ bất cứ ai giết được thân xác. Đừng sợ những áp lực bên ngoài. Đừng sợ tương lai ra sao. Tóm lại là đừng sợ bất cứ ai hay điều gì nơi dương thế tạm bợ này. Nhưng chỉ kính sợ Thiên Chúa mà thôi. Khi nói đến kính sợ Thiên Chúa, con người ngày nay có vẻ thờ ơ và bất kính với Ngài. Sự bất kính này có thể là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những suy đồi đạo đức và bất ổn trong xã hội. Suy đồi và bất ổn là vì một khi con người không còn sợ Thiên Chúa nữa, thì họ cũng chẳng coi đồng loại ra gì. Là con người, ai cũng cảm nhận được sự thánh thiêng của nhân phẩm và sự sống con người qua lương tâm. Thế nhưng, khi cái tâm không còn lương thiện mà chỉ chú trọng đến lương bổng, thì đó là một nỗi lo tiềm ẩn cho nhân loại. Để lấy lại công lý và hòa bình trong xã hội, con người phải biết kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng nhân phẩm. Để có được bình an trong tâm hồn, con người cần xét lại lương tâm mình.